Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình rất vui được quay trở lại với các bạn trong series review sản phẩm. Trong video này mình muốn giới thiệu các bạn một sản phẩm mới trong phân khúc máy in để bàn của hãng Zebra, đó chính là sản phẩm ZD120. Trước mặt các bạn đang là model ZD120 của Zebra. Đây là sản phẩm máy in để bàn truyền nhiệt trực tiếp, máy hỗ trợ các loại giấy in tem cảm nhiệt, không cần sử dụng mực. Bây giờ mình sẽ bóc hộp sản phẩm để review sản phẩm bên trong do phát thân phân phối thì sẽ gồm có những gì. Bây giờ thì mình sẽ bóc hộp của sản phẩm Zebra ZD120 ra cho bạn xem là bên trong sản phẩm do phát phân phối thì sẽ gồm có những gì. Trước tiên ấy, sau khi bóc hộp thì mình thấy ở trên nắp hộp thì có dán một cái giấy hướng dẫn sử dụng này của model ZD120, cũng khá là chi tiết. Ở đây mình có một cái adapter nguồn của máy này. Adapter của hãng Zebra thì khá giống nhau để nó tích hợp được nhiều các sản phẩm khác nhau hơn. Ở đây thì có điện vào là 100-240V, xuất ra điện 24V 2.5A. Tiếp theo thì ở đây mình có thêm một cái dây kết nối USB. Tiếp theo đó thì đây mình có một cái dây nguồn này. Hãng cung cấp cho chúng ta hai bộ dây nguồn. Một bộ là nguồn 2 chân với một bộ là nguồn 3 chân. Phù hợp với các loại ổ cắm khác nhau, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai để sử dụng cho công việc của mình. Tiếp theo đó chính là máy. Đây là máy in mã vạch Zebra ZD120 trong phân khúc máy in để bàn nhỏ gọn. Máy có kích thước rất là nhỏ các bạn nhé, rất là gọn gàng trên một cái bàn có diện tích làm việc nhỏ. Ở đây chiều rộng của máy chỉ bằng một găng tay thôi, chiều dài cũng thế. Máy thì cao khoảng 15cm. Máy này có kích thước nhỏ hơn cái model GC420T. Các bạn có thể thấy ngay trên thân máy, ở đây có tem của Fertilfast này. Đây là tem có tên model máy và số serial này. Đây là tên model máy này. Và đây là cái nút fit của máy này. Nút fit giấy của máy này. Ở hai bên cạnh sườn chúng ta có thể thấy đây là cái máy hai cái lẫy để mở máy lên. Mình sẽ giới thiệu qua về các cái cổng giao tiếp đằng sau máy. Trước tiên, ở đây là cái nút on off này, bật tắt của máy này. Đây là cổng kết nối nguồn. Đây là cổng kết nối USB giao tiếp với máy tính. Đây là đằng sau của thân máy này. Phía dưới bụng máy thì cũng có tem của hãng thể hiện tên model, số serial trong giúp cho quá trình bảo hành dễ dàng hơn. Tem của Zephyr này, tem bảo hành Zephyr này. Đây là bên trong của máy, mình sẽ mở lên cho bạn xem này. Đây là dòng máy in cảm nhiệt không sử dụng mực, chính vì thế mà máy này không có khoang mực các bạn nhé. Đây là đầu in cảm nhiệt này. Đầu in của Zebra thì các bạn khỏi phải bàn rồi, cho tuổi thọ rất là cao cũng như độ bền và chất lượng bản in ra rất là sắc nét. Còn đây chính là khoang giấy này. Đây là hai cái tay giữ giấy này. Đây là con ong giấy này. Đây là cái rãnh chặn giấy các bạn nhé, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh độ rộng của bản in bằng cách là lăn cái con lăn này, nó sẽ tự động chỉnh to ra cho cái bản in to, hoặc là các bạn thu hẹp lại với những cái bản in có phổ bé, điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp là được. Tiếp theo thì mình có một cái sách hướng dẫn sử dụng của Zebra cho model ZD120. Tất cả sản phẩm do Tân Phát phân phối đều là hàng chính hãng, có COCQ đầy đủ và được kỹ thuật viên Tân Phát giao hàng và lắp đặt miễn phí trong nội thành Hà Nội. Giá của sản phẩm Zebra ZD120 các bạn có thể tham khảo trên website tânphát.com.vn hoặc siêu thị mã số mã vạch.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.